không có tiền nè, rồi 20 phút không biết nó muốn gì nè, còn tiền đâu, gì vậy, không thể nào. Chắc chắc cùng Uzi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi, 안녕하세요, Uzi입니다. Ok, thì hôm nay Uzi sẽ nấu món không biết. Ok, cho cái bao này nè, Uzi không biết là gì. Trời ơi, lại mission nữa, trời ơi. Có phải là bữa đó mình đi đếm con gấu phải không? Thôi, lần này đừng có đếm gì nữa. À, nói chung là phải mở mới biết. Nấu ít nhất 2 món Hàn Quốc trong vòng 20 phút. Có nghĩa là mình nấu 2 món mà làm sao mà nó là phải món Hàn Quốc mà nó là trong vòng 20 phút, phải không? À, trời, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao trong vòng 20 phút nấu một... Trời ơi, một món ăn là rất là... mất ít nhất là 30 đến 40 phút. Mà mình đi chợ này, mình xin hóa đơn đỏ này, mình sẽ đẩy này, rồi mình đi đi ra chỗ kia, rồi khi tính tiền thì đôi khi đông người quá, mình phải đợi 20 phút. Trời ơi, nghĩ không muốn nghĩ nó sai rồi, sao làm được. Bây giờ nếu mà thay đổi không, em làm kịch bản cho chị quay đi. Này không bao giờ làm được đâu. Không bao giờ. Chỉ tính thời gian từ lúc bạn bắt đầu nấu thôi. À, bắt đầu nấu thôi hả? Cũng không được, sao mà kịp. Thường là bắt đầu xô lên thì xô 10 phút rồi. Gì vậy? Không thể nào. Mình phải kiếm loại nào mà cái cách nấu ăn giống mì thì mình nấu kịp chứ. Mình nghĩ sao mình đi chợ thì mình không bao giờ tìm đâu. Ok, vậy là gọi anh trai. 여보세요, 바쁘나? 형아, 그거 한국 음식 두 개를 20분 만에 만들 수 있는 거 혹시 아나? 어. 아, 야 그 우리가 자주 먹는 거 있잖아. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 근데 그 배탄 사람들이 잘 안 먹는 거 있잖아. 배탄 사람이 좀 보기 힘든 거. 그거 어디 파는 줄 아나? 어. 아, 거기 알겠다, 알겠다. 땡큐, 땡큐. 알겠다. 오케이, 땡큐. 점령. Bây giờ Uzi chấp nhận các bạn và chị Thảo là Uzi sẽ làm được cái này. Uzi đảm bảo là các bạn chưa bao giờ thấy và các bạn sẽ bất ngờ. Và Uzi nghĩ là cái này được, dễ. Yeah. Ok, giờ đi nè. Ha! Ok, bây giờ Uzi sẽ hướng dẫn các bạn đi mua nguyên liệu nha mọi người. Xa hơi. Trời ơi, giờ mới có 2 giờ mà chị Thảo bắt đi mua hoài à. Trời ơi. Ok, tới nơi rồi các bạn. Ok, Uzi đã tới Kmart rồi các bạn. Ở đây ghi là Kmart. Đây là trước khi Uzi đi streaming hoặc là đi quay á, thì Uzi thường tới đây để mua nguyên liệu. Tại vì ở đây có rất nhiều nguyên liệu đa dạng và nguyên liệu Hàn Quốc rất là nhiều các bạn. Bây giờ Uzi sẽ vào đây nha mọi người. Ở đây rất là rộng rãi. Hình như là cái sản phẩm này á, chắc chắn là Uzi đảm bảo là các bạn chưa bao giờ thấy đâu, bởi vì Uzi cũng mới đây biết. À đúng rồi, Uzi nghĩ là nó là gần chỗ mà bán mì á. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ Uzi sẽ đi hướng này nha mọi người. Ở đây có mì thì phải có cái... Ô cái này... Ô nhưng mà cái... Đây 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 các bạn. Wow, các bạn ơi, đây là sản phẩm mà Uzi nãy giờ nói này. Thì ở đây không phải là chỉ có một loại mà là có rất nhiều loại các bạn. Thì bây giờ Uzi... À đúng rồi, chị Thảo nói là hai món đúng không? Hai món đúng không? À, nhưng mà cái này thì các bạn biết là này không, nó không có mất 20 phút đâu. Cái này mới có khoảng 5 phút cho đến 10 phút thôi à. Cho nên là Uzi có quốc 4 món luôn các bạn. Cho nên là bây giờ Uzi sẽ chọn món. Nhưng mà nó nhiều quá, không biết chọn cái nào. Ồ, ở đây có. Đầu tiên là cơm bì đen. Cơm chiên bì đen. Và sau đó, trời, thật ra là Uzi muốn mua hết luôn á. Cái này là khi mà sinh nhật là người Hàn Quốc ấy cũng mang, đó là canh rong biển. Ok, còn hai món nữa, tại vì hai món ăn không no. Oh, cái này là cơm tương đậu hả? Ồ, cái này bữa trước Uzi đã làm nấu canh rồi. Còn một cái cuối cùng
các bạn nào mà thích ăn cái gì thì các bạn nhớ comment cho Uzi biết nha. Ồ, cái này là cũng, ồ, các bạn biết cái này không? Cái này là khi mà Uzi hay ăn cái mì mà mì cay nhất trên thế giới ở Hàn Quốc á. Ok, mua rồi tính tiền thôi. Cái này nấu được trong vòng 20 phút. Đây là chị Thảo sẽ bất ngờ. Tính tiền. Cảm ơn. Bye. Mời Yoshi về công ty nhá. Yeah, các bạn ơi, Yoshi đã mua cái này rồi. Hôm nay Yoshi đã chuẩn bị 4 món và Yoshi chuẩn bị nấu nha mọi người. Ok, công hộp đầu tiên là cơm trộn gà cay các bạn. Cùng cái này là cơm mì đen. Cái này chắc ngon lắm. Cùng cái này là gì? Cái này là căng rong biển nha mọi người. Căng rong biển. Bùm là vị nó sẽ ngon. Cùng cái này là cơm trộn tương đậu. Cách nấu thứ nhất là mình mở cái này, sau đó bỏ vào lò vi sóng là xong thôi, mình lấy ra ăn. Cái này giống nhau không ta? Nhóm hết luôn. Ok, bây giờ bắt đầu xin nấu nha. Thì cái này ở Hàn Quốc rất là nổi tiếng, bạn không biết, ai cũng biết cái này, nhưng mà người Việt Nam thì chắc chắn là chưa biết đâu. Cho nên các bạn hãy thử đi. Bấm giờ nha. Bấm giờ hả? Ừ. Ồ, ok, 1, 2, 3 là bấm giờ đi. 1, 2, 3, vô. Vô. Ồ, chén cơm hết luôn. Đầu tiên là mình sẽ bỏ cơm ở đây trước. Ồ, cơm hơi cứng nhưng mà nó vẫn mềm mà. Hồi lấy chén cho nó nhanh. Lấy. Là đầu tiên là mình sẽ không có đổ vào nha mọi người, để như vậy cho nó chắc nha. Sau đó bỏ vô đây. Còn tiếp theo là gì? Ờ, cơm mì đen. Cơm mì đen hả? Cũng nhảy luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nấu cái này trước nha mọi người. Và cái này thì đừng để mít 2 thôi, mình để 5 phút. Canh rong biển cũng khá là đơn giản. Ở đây có 2 sốt. Sốt dễ thương quá. Đây là rong biển, cùng đây là sốt các bạn. Bây giờ sẽ bỏ rong biển trước. Nó màu đen này các bạn. Các bạn thấy không? Ok, Uchi bỏ cái này rồi. Đây là sau đó Uchi sẽ bỏ vào sốt các bạn. Ồ, sốt là nó màu này các bạn. Nếu mà đây là nước nóng là chỉ cần bỏ 3 phút thôi. Còn nếu là nước lạnh thì chỉ cần 4 phút là được rồi. Yeah, Uchi bây giờ lấy ra nha mọi người. Ok, thì bây giờ Uchi sẽ bỏ vào canh rong biển nha mọi người. Ok, 3 phút. Các bạn không thấy rõ đúng không? Bây giờ nấu một món xong rồi, bây giờ tới được đó là cay nha mọi người. Thì mình sẽ đổ vô nha các bạn. Các bạn xem nè, nó sẽ ra màu gì. Wow, thịt đầy đủ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nấu cái này xong rồi. Bây giờ tiếp theo đó là sốt tương đậu. Oh, cái mùi nó giống cái sốt mà mình hay ăn á. Mà Uchi đã từng cũng nấu trên streaming rồi. Canh rong biển, let's get it. Xin chào cả. Đó là Uchi nấu xong rồi các bạn. Chỉ cần 14 phút hả? 15 phút đúng không? Đã xong rồi. Không tới 20 phút đâu. Ở đây ba vị rất là tuyệt vời, nhưng mà một vị thì Uchi hên xui. Ai cũng biết món này. Uchi ăn là Uchi phân biệt được đó là nguyên liệu tốt hay là không tốt. À, sốt thì rất là tuyệt vời. Em thử nha. Cái này là cái vị mà giống như là mình tự nấu xong rồi mình tự ăn á. Tuyệt vời. 10 điểm. Còn tiếp theo là gì? Tiếp theo là tương đậu. Thường thường là các bạn hay để ý canh kim chi thôi đúng không? Nhưng mà các bạn phải thử tương đậu, thử đi, tương đậu cũng ngon lắm á. Ở đây có ớt, cảm thấy hơi cay cay thì phải. Cái này người ta dùng nguyên liệu tốt này. Cái mùi nó đậm nhưng mà nó ngon. 10 điểm, 10 điểm. Giống như là tự nấu ở nhà luôn, hay cái này. Còn cái này
À, cái này rất là cay. Mùi heo chan thế nha mọi người. Cay quá. Cái này nó 30% là cay, còn 70% là cái gì đó. Có mùi thịt gà, có mùi cơm. Cay quá cho nên là không có ngửi được cái vị đó. Cái này là đối với Uchi thì nó cũng rất là cay các bạn. Uchi cho cái này khoảng 7 đến 8 điểm. Còn cái này thì nó thật sự Uchi nói thẳng ra là cái này giống canh rong biển lắm. Nhưng mà giống gì? Canh rong biển dành cho bé. Đó, nhìn giống vậy nè. Còn người lớn là trời bự lắm. Chiều xong nhá. Ồ, vị thì 100%. Đúng rồi. Sao tươi quá nhỉ? Rong biển nó tươi. Thế ra Uchi nấu xong rồi, Uchi mất có 14 phút à? Có 15 phút thôi. Nói chung là Uchi đã thành công được nấu trong vòng 20 phút. Mà không phải là hay chỉ 2 món mà là 4 món luôn á các bạn. Thì hôm nay Uchi review cũng là ok. Và cái này thì cái này giống ăn ở nhà nè. Ba cái này nè. Ba cái này thì giống ăn ở nhà, còn cái này thì Uchi không biết. Tại vì chắc là nó quá cay á. Ôi giống Uchi bị gì đó. Ok. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi. Và các bạn nhớ bấm subscribe với lại nhớ bấm ấn chuông nha, để nhận được thông tin video của Uchi đó. Ok, và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi. Và các bạn nhớ bấm like. Và các bạn nhớ share nhiều Uchi nhá. Và các bạn nhớ ăn cái này thử xong rồi nói cho Uchi biết nha mọi người. Bye bye. Ok. Chấp nhận. Cay quá. Cay quá cho nên là không có ngửi được cái vị đó. Nó quá cay.